cho rõ. Gác chuông có chiều cao 18,25m, đường kính 17m, xây dựng theo lối kiến trúc gác chuông cổ hình bát giác 3 tầng với 24 mái đao, mang dáng dấp làm một bông hoa sen cách điệu khổng lồ. Trên gác chuông treo một quả chuông nặng 36 tấn do các nghệ nhân của thành phố Huế đúc. Năm 2007, quả chuông đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam cấp bằng xác nhận là đại hồng chuông lớn nhất Việt Nam. Để thỉnh được quả chuông này, phải sử dụng một cái gỗ lim làm vồ chuông có trọng lượng 5 tạ, dài 4,5m và đường kính 0,32m. Phía dưới quả chuông là trống đồng, mô phỏng của trống đồng Đông Sơn, đường kính của mặt trống 5,5m, trọng lượng 70 tấn do các nghệ nhân của huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đúc. Thank you.